Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thao Văn Xúa, nguyên trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa về hành động dũng cảm hy sinh khi đang giúp dân chống lũ. Theo đó, trên cơ sở tờ trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Thao Văn Xúa, 33 tuổi, nguyên trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giúp nhân dân chống bão số 3, Thủ tướng đã ký quyết định công nhận liệt sĩ về hành động dũng cảm của nguyên trưởng công an xã Nhi Sơn. Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng mai, ngày 22 tháng 8. Bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền trong thu hút đầu tư vào phát triển du lịch, Hoàng Hóa đã biến cái bất lợi thành động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực bãi ngang ven biển, góp phần vào thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm biến đổi Hoàng Cát Trắng thành khu du lịch hấp dẫn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, huyện Hoàng Hóa đã thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư vào du lịch. Đến thời điểm này, huyện đã thu hút trên 8.000 tỷ đồng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch. Năm 2019, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến kỳ vọng đón được 1,5 triệu lượt du khách, nâng tổng doanh thu lên gần 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, trong đó trên 70% là lao động địa phương. Từ việc phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh về du lịch, nên hiện nay 8 xã bãi ngang ven biển huyện Hoàng Hóa đã đạt chuẩn nông thôn mới và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện các cái chương trình, các chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn nâng cao, tập trung nâng cao về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và tập trung vấn đề phát triển vấn đề du lịch. Là xã Hoàng Tiến có lợi thế về du lịch thì tập trung là kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, các nhân dân có điều kiện tiếp tục xây dựng các cái cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, một mặt là giải quyết việc làm và tăng cái nguồn thu nhập. Nhờ xác định đúng và có giải pháp phát huy tiềm năng thế mạnh, trong đó có tiềm năng về du lịch biển trong phát triển kinh tế, năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện Hoàng Hóa đạt khoảng 41,7 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,24% năm 2018. 49 xã trong huyện, tỷ lệ 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn so với mục tiêu một năm. Sau 15 ngày tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đến nay tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã đạt trên 80% chỉ tiêu kế hoạch. Đây là huyện được Chi cục Thú y tỉnh đánh giá cao về tính chủ động trong việc thực hiện kế hoạch tiêm phòng. Khi triển khai kế hoạch tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019, xã An Nông, huyện Triệu Sơn đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để kịp thời kiểm tra, đôn đốc công việc, đồng thời tiến hành bổ sung mua sắm mới thùng lạnh, kim tiêm, công cụ bảo hộ để thực hiện tốt công tác tiêm phòng. Với hình thức tiêm cuốn chiếu, sau hơn 10 ngày triển khai, xã An Nông đã tổ chức tiêm đạt tỷ lệ trên 80% chỉ tiêu được giao. Ủy ban xã đã tiến hành tổng vệ sinh là tiêu độc khử trùng, rồi phun hóa chất để ngăn ngừa cái dịch bệnh phát tán lây lan. Cùng với các biện pháp trên thì ủy ban xã cũng đã đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền trên cái hệ thống thông tin đại chúng, trên các cái đài truyền thanh của xã. Để tránh lây lan dịch tả lợn châu Phi từ việc tiêm phòng, ngay khi triển khai kế hoạch, trạm thú y huyện đã hướng dẫn các chủ trang trại, gia trại chăn nuôi lợn tự chủ động đăng ký tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh theo quy định. Đến nay, 29 trên 36 xã thị trấn của huyện Triệu Sơn đã tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80% diện tiêm. Đối với các xã chưa tiêm phòng và tiêm phòng chưa đạt chỉ tiêu, ban chỉ đạo của huyện sẽ triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức xử lý, phấn đấu hoàn thành việc tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm vào ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng tập kết đổ rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định đang diễn ra khá phổ biến tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và mất mỹ quan đô thị. Dọc các tuyến đường ở khu đô thị sinh thái Núi Long thuộc địa phận phường Phú Sơn, không khó để bắt gặp cảnh rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng ngập tràn, vừa cản trở giao thông, vừa gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Còn tại dọc tuyến đường cạnh làng trẻ SOS Thanh Hóa thuộc khu phố 1 phường Quảng Hưng, rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng đắp từng đống. Nước dưới cống lộ thiên đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Mặc dù đã có điểm tập kết rác để đưa đi xử lý, thế nhưng người dân vẫn tiện chỗ nào thì vứt rác chỗ đấy. Người dân tham gia để đổ rác thải là đang còn nhiều hộ là thiếu, nói chung tóm lại là thiếu ý thức.
vẫn còn chở rác ra ngoài bãi thải đây này để đổ bừa bãi, không đem lại cái chỗ bãi tập kết. Tại khoản 1 điều 20 Nghị định 115/2016 NĐ-CP của Chính phủ đã quy định hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố có thể bị phạt cao nhất lên tới 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, quy định này chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Vào hồi 8 giờ sáng nay ngày 21 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương phối hợp với đội quản lý thị trường cơ động số 9, cục quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra và bắt giữ 260 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa được kiểm dịch. Tại km 290 quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Hà Trung, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 29B12473 do lái xe Đặng Thế Việt sinh năm 1990, trú tại huyện Duy Tuyên, tỉnh Hà Nam điều khiển. Phát hiện trên xe chở 4 bao tải lớn chứa thịt lợn và bì lợn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ kiểm dịch sản phẩm động vật của số hàng hóa. Bước đầu, lái xe khai báo số hàng hóa này đang được vận chuyển từ Hương Yên đi Thanh Hóa để tiêu thụ. Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa vi phạm cho cục quản lý thị trường để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa và 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, vào lúc 20 giờ 15 phút tối ngày hôm nay, 21 tháng 8, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp sóng chương trình cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề Muôn vàn tình yêu thương. Chương trình được thực hiện tại 3 điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ Hà Nội, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay. Bản tin 18 giờ 30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Chỉ trong ngày 20 tháng 8, trên quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang đã xảy ra liên tiếp 3 vụ sạt lở. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân quốc lộ 91 tiếp tục sạt lở là do phát triển từ vết nứt của vụ sạt lở trước. Ngoài ra, còn có lý do các bao cát gia cố bị cuốn trôi ra giữa sông. Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, tỉnh An Giang đã tạm ứng 24 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của tỉnh để xử lý khẩn cấp đoạn sạt lở này. Chiều ngày 20 tháng 8, một người điều khiển xe máy chở hàng trăm bình ga mini đến giao cho tiểu thương tại chợ D9, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ xe máy đổ, khiến bình ga rơi xuống đường phát đổ, gây cháy lớn và lan sang nhiều hộ kinh doanh trong chợ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, không cho cháy lan ra các khu dân cư. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người nhưng đã làm hư hỏng và gây thiệt hại tài sản căn nhà, nhiều xe máy bị cháy trơ khung. Đồn biên phòng Tân Thanh vừa phối hợp với công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ một đối tượng vận chuyển 280 kg pháo. Đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Tuấn, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tuấn khai nhận được một người đàn ông tên là Hùng, khoảng 30 tuổi, gọi điện thuê vận chuyển pháo từ cửa khẩu Tân Thanh đến một địa điểm khác với tiền công 2 triệu đồng. Tuấn đã đồng ý và sử dụng ô tô mang biển số giả để chở hàng. Khi đang chuyển pháo lên xe thì Tuấn bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hà, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin được Hà ngụy trang trong bao đựng quả chôm chôm. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, cơ quan chức năng thu giữ thêm 235 viên hồng phiến, 1,55 gram heroin. Nguyễn Chí Chi, chồng Hà, khai nhận số ma túy này được Chi mua về sử dụng. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn thiện hồ sơ vụ án, khởi tố vợ chồng Nguyễn Thị Hà về tội tang trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Ít nhất một người chết, 40 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 8 trên quốc lộ 1, đoạn ngay ngã tư Cầu Lùng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Theo nhân chứng, thời điểm trên, xe khách biển số thành phố Hồ Chí Minh của hãng xe Phương Trang chạy hướng Nha Trang đi Đà Lạt. Khi qua ngã tư Cầu Lùng, xe này đã tông vào hông ô tô giường nằm biển số Phú Yên chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam Bắc. Cú tông mạnh khiến cả hai xe văng xa khoảng 20 mét, hư hỏng nặng. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện huyện Diên Khánh và bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, tại km 501 cộng 100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 36C10668 chở theo luồng trên xe di chuyển theo hướng Thanh Hóa Hà Nội đang dừng để kiểm tra xe thì bị xe khách mang biển kiểm soát 37B02120 di chuyển cùng chiều bất ngờ tông từ phía sau. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người chết, 14 người bị thương.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, đưa người gặp nạn đi cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Mọi thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18h30ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.